Con trai mẹ vẽ gì đây? Để mẹ xem nào. Đẹp thế nhờ. Đây có phải là con không? Áo đỏ này. Nhìn này. Xinh thế. Ừ. Mẹ xem bảng điểm của con này. Để đấy lát mẹ xem. Thay đồ chuẩn bị ăn cơm đi. Được rồi, con lúc nào chẳng được điểm A. Mà nào, đừng có chắn đường nữa. Để mẹ còn sắp cơm, em sắp đói rồi đấy. Mẹ con chẳng thèm nhìn con. Đừng có bốc bài nữa, đây là món em thích. Để riêng cho em đi. Đây là món của con thích. Bưng ra bàn đi để con ăn cơm. Đâu rồi? Vân ơi, ra ăn cơm đi con. Mẹ ăn cơm ạ. Con ăn đi. Bảo ngoan nào, ăn rồi mẹ con mình đi vẽ tranh nhá. Con nhìn chị Vân đang ăn ngoan kìa. Ăn ngoan giống chị Vân đi. Mẹ ơi, 2 ngày nữa là đến sinh nhật của con rồi. Nhớ cho con đi du lịch nhá. Mẹ đừng quên đấy nhá. Hôm đấy mẹ phải đưa em đi khám. Tuần sau mẹ sẽ cho hai chị em đi chơi bù nhá. Mẹ lúc nào cũng bảo. Mẹ nói con được điểm A, mẹ sẽ cho con đi biển. Bây giờ con được điểm A, mẹ cũng chẳng quan tâm. Mẹ cũng không giữ lời. Mẹ biết, nhưng mà việc đi khám cho em quan trọng hơn. Con phải biết thương em chứ. Mẹ chỉ có mới bảo là con của mẹ thôi. Con không phải là con của mẹ à? Tôi không còn muốn sống trong cái nhà này nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi chơi chưa? Ở nhà không đi chơi gì hết. Sao thế? Cậu được điểm A cơ mà. Tại em của tớ đấy, mẹ tớ phải đưa nó đi khám. Kế hoạch đi chơi hỏng bét rồi. Chán nhỉ? Hay là mẹ cậu yêu em cậu hơn? Không phải đâu.
Thôi, tớ đi về đây. Bảo giỏi lắm, ý bảo là mẹ không cần mua bánh sinh nhật cho chị Vân nữa phải không? Mẹ! Mẹ vừa nói cái gì với em ấy ạ? Ý bảo là muốn hỏi là sao vẫn chưa thấy chị Vân về nhà thôi. Ý bảo là phải giữ bí mật, mai mới tặng cho chị Vân đúng không? Hai mẹ con mình đợi chị nhé. Vân. Vân. Sao mẹ cứ đi theo con thế? Em bảo nói muốn đưa chị Vân đi học hôm nay. Con không cần, mẹ đừng có đi theo con nữa. Chị lớn rồi muốn tự đi học, hay là mẹ con mình đi siêu thị mua đồ, rồi đến chỗ bác sĩ luôn. Chú ơi, sao hôm nay trường lại đóng cửa à? Hôm nay trường nghỉ học, về đi. Này, thứ bảy này bọn mình nghỉ học đấy. Thật à? Thứ bảy là sinh nhật của tớ. Yeah. Alo bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Tôi đến ngay ạ. Thank you.
món em thích. Để riêng cho em đi. Đẹp quá nhỉ. Bà giỏi lắm. Con phải biết thương em chứ. Biết không, con rất yêu.